Chào mọi người, ngày hôm nay thì mình sẽ ăn thử hủ tiếu tôm sứa. Wow. Dù là cái món gì đi chăng nữa thì vẫn không thể nào mà thiếu ớt được. Cần thêm một chút chanh. À không, cái này là tắc cả. Trời ơi là trời. Mình cứ chĩa cái máy vô là mình rung vậy đó. Mà cái thói quen mình lúc nào không vậy, chưa có nếm đồ ăn là phải nêm chút này chút kia vô, hên là thói quen nó vẫn có thể duy trì được và áp dụng được tất cả các món. Đây là miếng sứa. Rất giòn, vị nước thì có vẻ là hơi ngọt, sứa tươi, ngon, giòn. Theo mọi người thì một tô 35 cành như vậy là rẻ, hay vừa, hay là mắc? Cho mình biết ý kiến nha.